Mến chào quý anh chị, hôm nay em sẽ có một tin vui để gửi đến anh chị nào đang tìm nhà với phân khúc dưới 500 triệu nha. Hôm nay em có tặng 19 căn lại nha anh chị. Đó, từ ngày đầu hẻm đó vô đi vô tới trong đây là tặng 19 căn. Căn nhà của mình chỉ cách cái đường nhựa đây ra ngoài đó tầm khoảng là có mấy chục mét thôi là ra đường nhựa rồi. Và căn nhà của mình được tọa lạc là phía sau chợ Trung Thành, trên đường Đinh Thực Hiện nói dài. Anh chị mình di chuyển vào căn nhà của mình đâu đó tầm khoảng là 1 cây số thôi là mình đã ra tới ngay chợ Trung Thành, ngay khu nghiệp Cầu Tràm nha quý anh chị. Và anh chị mình muốn đi chợ Bình Chánh á, thì mình đi đâu đó tầm khoảng 5 đến 10 phút mình đi xe máy thôi. Thì cái mẫu nhà ngày hôm nay á, bên đơn vị em bán để gửi đến anh chị mình chỉ đúng 430 triệu thôi nha quý anh chị, đúng 430 triệu không phát sinh một đồng nha, với diện tích là ngang 3,5 m chạy sâu vào sẽ là tận 5 m luôn, 1 trệt và 1 lầu nha quý anh chị. Hướng nhà của mình là hướng đông đó, đường trước nhà của mình rộng lắm anh chị, rộng tầm khoảng 2 mét mấy 3 mét lần nè, đường này rộng rãi. Bên đơn vị em cũng rất lót gạch sạch sẽ hết rồi, tường bao bọc xung quanh đầu lót gạch rất là sạch sẽ luôn. Ở cái mặt diện nhà mình là máy hộp nha, cực kỳ là sang luôn. Nhà giá rẻ mà đã có lầu nữa, tìm đâu ra anh chị, chỉ có 430 triệu thôi. Đó, trong đây thì sẽ làm cho anh chị mình một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện nha. Đó, anh đi di chuyển vào bên trong sẽ có một cái không gian phòng khách cho anh chị mình. Có bộ sẵn là một bộ ghế salon ngay khu vực phòng khách rồi anh chị ơi. Đó, một căn nhà nhỏ 2 quả tim vàng. Thì anh chị nào đang tìm nhà mà dưới 500 triệu thì hãy cùng em đồng hành hết cái mẫu nhà ngày hôm nay. Phía trên là một cái lầu, ở trên sẽ có một cái phòng ngủ rất là rộng rãi ở phía trên luôn nha anh chị. Trong đây thì tường rạch thì cũng ốp tặng lên cao nè, nhắn nhái cho anh chị mình một bức tranh 3D cực kỳ là nổi bật luôn. Đó, khi đây thì sẽ là không gian bếp nấu nướng đầy đủ công năng hết rồi. Có lắp đặt hệ thống tủ trên và hệ thống tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương là biết tiền ốp rạch sạch sẽ nè, về nấu nướng lau chùi cũng rất là dễ dàng. Bồn rửa mặt thì để bên ngoài nè, không gian nhà vệ sinh thì trong đó thì cũng đầy đủ công năng cho quý anh chị mình sinh hoạt. Tường rạch thì cũng ốp tặng lên cao luôn. Với dãy nhà giá rẻ ngày hôm nay á, mình di chuyển về trung tâm á thì mình đi đâu đó tầm khoảng hơn 30 phút nha quý anh chị. Đó, tìm đâu ra một dãy nhà hướng đông. Đó, anh chị nào đang tìm nhà hướng đông thì hãy gọi ngay cho em và số điện thoại em có để trên màn hình nha. Và dưới chân cầu thang á, bên đơn vị em cũng có thiết kế hệ tủ cho anh chị mình. Về anh chị mình có thể đựng những vật dụng không cần thiết vào đây nha. Đó, bây giờ thì cùng em chuyển lên trên để mình khám phá cái lầu ở trên nha anh chị. Ngay trên cầu thang đi lên, ngay chỗ này nó rất là rộng nha anh chị, nên bên đơn vị em có thiết kế hệ cửa để đóng lại nữa nè. Đó, anh chị. Đó, di chuyển lên, lên đây thì sẽ là một cái phòng. Trên đây, trên đây thì cũng đầy đủ công năng cho quý anh chị mình hết rồi, có tủ có niệm rồi đầy đủ luôn. Đó, rộng rãi nè anh chị, rộng rãi thông thoáng vô cùng. Có hệ thống cửa sổ nè, trần thì cao ráo nha quý anh chị, rất là mát luôn. Ở đây thì quý anh chị mình có 2 thành viên ở thì rất là thoải mái nha. Ra đây thì một cái ban công dài xuyên suốt. Đó, ở đây thì dân cư ở rất là đông, đúc và sầm phất rồi. Mình di chuyển về các quận huyện cũng rất là gần nữa nha anh chị. Bây giờ thì em mời anh chị mình cùng em di chuyển về xuống tầng dưới, em sẽ nói ra giá và vị trí chính xác. Nãy giờ anh chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái không gian trong căn nhà giá rẻ ngày hôm nay rồi, và quay sơ cái đường đi rồi. Đó, vì với cái mẫu nhà ngày hôm nay của mình là hướng đông nha anh chị, với diện tích là ngang 3,5 m chạy sâu vào tận là 5 m luôn. Một dãy nhà có tặng 19 căn, nhưng mà bên đơn vị em bán hết một số căn rồi. Đó, nếu mà quý anh chị mình xuống đây thì còn căn nào thì mình chọn căn nấy nha quý anh chị. Đó, và căn nhà của mình được bán với một chiếc tổng luôn, chỉ đúng 430 triệu thôi, vẫn còn bớt một chút xíu lọc cho cô chú anh chị mình luôn. Được tọa lạc là phía sau chợ Trung Thành nha quý anh chị. Từ chợ Trung Thành mà mình di chuyển vào trong căn nhà của mình á, đâu đó tầm khoảng là 1 cây số thôi, và mình di chuyển về chợ Bình Chánh á, thì mình đi khoảng 5 đến 10 phút mình đi xe máy, và mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi khoảng hơn 30 phút nha quý anh chị. Và xem đến đây anh chị nào quan tâm cái mẫu nhà ngày hôm nay và muốn đi xem thực tế thì hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình, em sẽ ra đón quý anh chị mình vào xem nhà thực tế nha. Kim Trâm làm việc luôn luôn lúc nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí. Em quay căn này em sẽ báo giá tổng, giá công khai, diện tích, sổ sách ra sao nha quý anh chị. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây.